yêu và thù lầm. Rồi còn thêm kê Tao chưa đổi phái. mà. Ủa quên cũng quên đó, hát dụng chưa đổi phái à. Mẹ nói tắt cái ấy rồi. Vô tình luôn anh em ạ. Vô tình luôn anh em ạ. Đợi mình xíu. Bốn sao tinh hoạt anh em ạ. Lấy lại những gì đã mất anh em ạ. Tiếp. Làm gì? Quả Vô này hết. chưa? Ở đù má sáu sao tinh hoạt trời ơi. Có không? Ở đù. Được rồi. Ở Trời đù. ơi. Ngon không? Trời trời. Đồ đéo dùng được bỏ thế nhỉ? Lạy hồn ạ. À. Cái cầu này chưa gặp bao giờ ạ. À. Cái cầu này Vô tối hả? tối này mình phải cắt cái clip này mình đăng lên TikTok. Cái clip này rất là hàng hiếm. Cầu này lạ lắm luôn á, thật. Chưa gặp cầu này bao giờ mà. Ngọt mì mẹ. Mình thua kệ nha. Rồi. Ui phết anh em ạ. 6 sao tinh hoạt là 3 triệu tinh hoạt anh em ạ. Ôi mẹ ơi, gì mà đang có 1 triệu, 3 triệu hay 4 triệu hả anh em? Cái này là 6 sao hay là nên phải tính là 7 sao. Ờ cái này là 7 sao chứ ta, 7 sao mới đúng chứ anh em. Rồi nó thêm 3 triệu nữa anh ơi. Thấy không? 7 sao anh em ạ. Này là bao nhiêu giờ đây? Lúc này là 22:24, để tối mình cắt cái clip này ra anh em ạ. 7 sao đấy. Rồi. 7 sao chứ không phải là ấy nữa, nếu mà lãnh vỏ sò nó vẫn là 10.000 sò, bây giờ lãnh tinh hoạt thì nó bao nhiêu tinh hoạt là anh em biết nè, nó có khác không nha. Đây là đang là 1 triệu, giờ mình lãnh thưởng. Tinh khác luôn. Nhìn cái thưởng với mình cũng vậy anh em ạ. Bạn nhìn nó cần 7 sao tình cũng 7 vậy à. Anh em ơi, được thêm hai, được thêm hai 20.000 vỏ sò vàng nữa nha. 20.000 vỏ sò vàng nữa anh em ạ. Ngon ngon. 7 sao là 20 vạn vỏ sò vàng với lại 3 triệu tinh hoạt anh em ạ. Thái chi mà. Thái chi mà anh em. Ra ra đất ăn. Này đứng đâu đứng đâu. Thái chi anh em ạ. Mấy ca. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Làm ăn kìa, kể tên này, tên đàn này. Đấy, khoe cái đã. Thái chi anh em ạ, à. Mỗi người 2 ca sò nha. Giao dịch từng 10 ca. Đâu, đâu, đứng đâu rồi nha chị. Đù quá, đù. Em có duyên với số 4. Thấy không? Thái chi. Đang bận lóc mạc không. Bấm vô chỗ hảo hữu coi nó nhận cái gì vậy. 20k 13 triệu 20k 13 triệu tiền lượt. Thái chi vãi cái trưởng.